Chào mừng anh chị em đã quay lại với kênh của Hoàng Nam Audio. Hôm nay bên em xin giới thiệu đến em một mẫu lọc xì rất là đình đám của thương hiệu Pioler, đó là model GR3 con 7 anh em nhé. Em này thì sở hữu kích thước ngang là 42, sâu 31 và cao là 9cm anh em nhé. Em này sử dụng điện đa cầu điện, cắm vào điện nào cũng chạy được. Được chưa? Lưu nhớ được 5 chế độ rồi anh em này. Giải tần thì là từ 32 nhé, xuống rất sâu, 32 lên đến 16.000 Hz. Đáp tuyến giải tần là cộng trừ 10 dB, anh em nhìn thấy không? Đó, với hai đèn nước màu cam rất là đẹp. Em này thì cũng sử dụng được hai thiết bị cổng đầu vào, đó là cổng la và cổng monitor. Đây là hình thức tổng thể với em nói anh em nhé. Máy còn khá đẹp. Giá của sản phẩm này em đang bán ra với giá là 4.600.000 anh em nhé. Đây là góc cạnh. Và các cái chính sách bảo hành thì bên em thì vẫn là bảo hành cho anh chị em 3 tháng để sử dụng. Tất cả các sản phẩm đều được bảo hành 3 tháng. Đây, lóc trên này. Chất âm của Pioler 3 con 7 thì trên kênh của em thì cũng đã có một số lần em đã giới thiệu đến em nó. Chất âm của 3 con 7 thì khá là hay, trong phân khúc là 5 triệu anh em nhé. Trong phân khúc 5 triệu thì chắc là đứng đầu luôn ạ. Thứ nhất về độ hay cũng như là độ đẹp, vì em này sở hữu hai cái đèn nước màu cam rất là đẹp. Rất ít các em đọc mà có đèn nước màu cam. Anh em có thể tìm hiểu qua các cái trang mạng, các cái trang điện tử, là đèn cam này là rất ít. Với phân khúc cùng giá thì có em Victor 770 thì có đèn nước màu cam đó. Anh chị em nào mà đang xem video thì vui lòng nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ kênh bên em. Bên em vẫn ship hàng toàn quốc khi có cọc anh em nhé. Vẫn như thể lệ cũ, chuyển khoản đủ em vào ship cho anh em, được chưa? Còn nếu mà code thì đặt cọc trước giúp em 10% giá trị sản phẩm, sau đó nhận hàng và thanh toán nốt giúp em. Anh chị em nào ở khu vực Hà Nội thì có thể qua trực tiếp shop của em tại số 8 ngách 26 của Trần Cao Vân, chợ Rời Hà Nội để xem hàng. Một lần nữa, Hoàng Nam Audio xin cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Anh chị em nhớ đăng ký kênh và chia sẻ đến với Hoàng Nam Audio, giúp Hoàng Nam Audio. Hoàng Nam Audio xin cảm ơn các bác. Chào các bác.